Sâu rầy gây hại là một trong những thách thức hàng đầu đối với nông nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng của cây trồng. Hãy dùng ngay thuốc trừ sâu Cova 40EC với thành phần chính đó chính là Dimethoate, là một hoạt chất thuộc nhóm lân hữu cơ. Thuốc này có tác động tiếp xúc, vị độc và sông hơi, đặc biệt trị sâu tơ và sâu xanh da láng, thường gặp trên rau màu và các loại cây ăn trái. Trừ được sâu khoang và sâu cuốn lá, hiệu quả trên cây lúa, rau màu, gây hại cho lá non. Hiệu lực mạnh đối với các loài như là rệp sáp, một trong những loại côn trùng chích thuốc khó kiểm soát trên cây cà phê. Pha 25-30ml thuốc cho 20 lít nước, thời gian cách ly là 14 ngày. Bà con nào quan tâm và muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038, hoặc cũng có thể truy cập theo website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm nhé bà con.